Chồng mình thì mất nay là 8 năm rồi. Dạ. Tại bây giờ mình đi kiếm cho của duyên của mình. Chia sẻ thêm giùm con, nó lấy cô tìm một người bạn đời của mình cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với cô ạ? 65 tuổi thôi. À, dạ, à, từ khoảng 65 đến khoảng bao nhiêu cô? 65 đổ xuống đi. Dạ, 65 đổ xuống. Tới mà 63, 62 gì thôi, đừng có dưới nữa mà đừng có lên nữa. Dạ, à, Nhiêu đó thôi. từ khoảng 65 cho đến 62 hả cô ha? Đó đừng có lên nữa, lên nữa tôi sợ cho con, tôi sợ cháu điềm lắm. Vậy đó hả cô? Dạ. Cô thích là một người bạn đời mình làm chú đó là làm kinh doanh hay là làm công việc gì để cái tiêu chí phù hợp mình Cả cô? anh ta làm gì làm, miễn nuôi tôi được rồi, Dạ vậy hả tôi không có cô? cần quan tâm. Dạ. Đừng có tà lao tôi về tôi vượt chạy không kịp á, thấy tôi về tôi vượt á. Dạ. Thì bây Đúng giờ cái tiêu chí của rồi cô như thế nào đó, cô tìm hiểu một người bạn đời mình, cái tiêu chí của cô thì cô ký nêu rõ cho nè, bây giùm giờ là cái người vợ chết Dạ. đó, con ta lớn hết giờ, người ta đang ở độc thân Dạ. đó, nếu có giường có tược thì cũng được, mình về đó mình ở, tôi phải giờ cảnh với tôi cũng không có chịu làm đâu nha. Cái tiêu chí của cô đó là cô tìm một chú là vợ mắt ly hôn được không cô? Không, ly hôn mới mốt tôi về tôi bo ngon quá, nó về không được, tôi không có chịu. Ly hôn rồi Làm sao mà. cô làm sao Không, cô giả tỷ như ly hôn rồi đúng không, mà người ta cũng còn cái mối dây co mấy đứa nhỏ rồi, xong rồi tăng trang cho người đó ngon lành, với bắt đầu vợ người ta trở lại cái tôi mắt trắng hả, tôi không có chịu. Người nào mà còn vợ ly dị là tôi không có lấy, tôi chỉ lấy mấy người chết vợ thôi. Thiệt À, mơ ý của cô cũng như là cô tìm một chú nào đó là vợ qua đời à, chứ cô không có lấy, cô không có chọn một người bạn của mình mà ly hôn. Cô sợ mới là ly sau khi hôn mà cô về cô tăng trang chú lên đó, ngon lành cành đào đó, cô sợ à, chú quay trở về đúng đúng không? rồi, lá dụng nó cũng về cội à, Cô mình tính thấy mình thua trước người ta không, quá trời ơi tôi phải tính trước như vậy rồi. ha. Dạ. Không, không có được. Có cái thu nhập hàng ngày mới để là duy trì được cái cuộc sống. Đúng Dạ. rồi, cái Thì tuổi đó đó là người ta còn làm ra tiền, còn cái tuổi mà 70 mấy rồi đó là người ta về hưu rồi, không có làm ra tiền. Không, có một hũ vàng ăn cũng hết à, tôi không có chịu hũ vàng, mà tôi chịu phải có cái công ăn việc làm để người đó nuôi, chứ đừng có mà dựa vào bên vợ hay này kia là tôi không chịu, à, hiểu không? Chỉ dạ là bây giờ là mình lớn tuổi rồi, mình đến với nhau một hai buổi cơm thì mình không có tính toán, mà mình sợ cái là bên kia bây giờ nó đổ nợ một cục, chứ nó kêu mình cho nó tiền trả nợ là điều đó là không có. Trời ơi, đâu phải dễ ăn của người ta đâu, là cái điều đó là tôi không có chịu, hiểu không? dạ Đó là công ăn việc làm nhau, bên kia phải lo, cũng như là hả kết với nhau để mà đó vui thì ở lâu dài, không vui thì về nhà mình ở, chứ đừng người này báo người kia nhỏ, tôi không có chịu, hiểu không? Đi không với lên trả nợ mấy trăm triệu này kia, trời ta đâu bị khùng đâu, mà giờ bên kia thiếu nợ mà về xin tiền tôi trả, tôi cũng chưa bị khùng, tôi còn tỉnh. Đó là tôi nói là nói như Cái tiêu vậy chí cô là như thôi. vậy hả cô ha? Bên kia có tiền tao dắt tôi đi uống cà phê hay là đi chơi tung tăng vậy á là tôi chịu, đừng có dắt tôi đi mà bắt tôi trả tiền, tôi không có chịu, cái nào phải nói trước Đã là vợ chồng thì con nghĩ ai trả đó. cũng được mà. Không, cô không chịu, cô chịu người đó trả chứ cô không có chịu tôi trả. Tiền chồng công nếu vợ mà cô. á nếu mà cô bỏ đồng tiền ra cô trả nó Dạ. thiệt với con, cô quơ một đống vậy nè, chứ không phải là quơ một ấy đâu. Hiện tại bây giờ á cô còn không thèm nữa, cô thấy người nào không được lên đường. À, lúc nãy là cô nói là con thứ mấy của cô là động viên cô là đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương để tìm Con nửa yêu thứ thương hai là chị gái là con trai cô? gái không, cô không đi lấy chồng thì cô đi lang bang ngoài đường tụi nó đâu có chịu, Dạ. đúng không? Cô phải kiếm một người để mà khi vui buồn có với nhau đó, chứ làm sao mình vui với con cái được, Dạ. nó là như vậy. Quýnh nguội không à, tôi không quýnh lắm, Tao ơi, quýnh nguội là quýnh sao ngồi, cô? quýnh lén hiểu không? đó. Không, ông chồng tôi cũng quậy xong rồi đúng không,
tôi để cho ông quậy đi. Xong rồi với ông nguội, ông vô, ông ngồi. Cái tôi nói nãy mày hát giờ phải không? Giờ tới tao hát. Bắt đầu tôi tấp tới mức luôn, tôi đâu có nhịn. Xong rồi là ổng ớn thôi. Dạ, em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức, dùm em nghĩa kết nối yêu thương. Xin gửi lời chúc thăng thương đến quý vị khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, trước mặt em đây là một bà cô. Thì sau khi mà ngày hôm nay em đi xuống dưới khu vực ở bến xe miền Tây, có một số việc, thì sau khi đang ngồi ở quán cà phê trò chuyện, cô xem qua được chương trình, cô biết là anh em bên chương trình kết nối yêu thương, thì cô có ngỏ ý và cùng gia đình con trai của cô là để cô chia sẻ tìm một nửa yêu thương lại của mình. Dạ con chào cô. Chào con. Dạ con giới thiệu với cô là con tên Phúc, và người bạn đồng hành bên cạnh tay phải con là em Nghĩa. Hai anh em con làm nhịp cầu nối chương trình kết nối yêu thương. Thì sau buổi trưa ngày hôm nay hai anh em con đang ngồi uống cà phê trò chuyện, thì cô có xem qua chương trình bên con đó, cô biết là anh em con, thì tình cờ gặp thì cô có chia sẻ là cô có nguyện vọng tìm lại một nửa yêu thương cho mình. Đúng rồi. Dạ con mời cô giới thiệu giúp giùm con á là mình tên gì, và năm nay cô được mấy mươi, tình trạng hôn nhân gia đình của mình để gỡ đến quý vị khán giả thân thương giúp con. Con mời cô. Rồi cô thì tên Vàng, Trần Thị Vàng. Năm nay là cô sinh năm 60, là 64 tuổi. Bây giờ cô đi tìm nửa yêu thương. Dạ, cô và cô Vàng năm nay là 64 tuổi, là mình tìm lại một nửa yêu thương. Và tình trạng hôn nhân gia đình của mình cô giới thiệu giúp giùm con ạ. Chồng mình thì mất nay là 8 năm rồi. Dạ. Và bây giờ mình đi kiếm cho của duyên của mình. Dạ, vậy là ông xã cô mất 8 năm rồi. Dạ. Dạ cô ơi, cô và chú ở cái thời điểm đến thời điểm này là mình được mấy thành viên trong gia đình, mấy người con đó cô ạ? 4 đứa con, 3 gái, 1 trai. Dạ. Cho con hỏi là cái anh trai mà đang mặc cái quần xanh đó là con thứ mấy của cô? Con kế út á. Dạ, là kế út. Còn chị gái ngồi bên cạnh cô là vợ của anh đó. Là dâu cô. Dâu út hả cô hả? Dâu kế út. Dạ, con bé đó mới là út. Còn này là anh của con bé đó. Dạ. Lúc nãy cô cháu mình ngồi trò chuyện đó thì có con trai của cô nữa. Thì giờ anh cũng đang ngồi nè cô chú anh chị, anh đang ngồi là anh đó, anh ngồi mà quay mặt vô trong quán. Anh lúc đầu chỉ ngỡ là cháu cô thôi, con không nghĩ là con. Dạ. Cô cho con hỏi là sau khi mà ngày hôm nay đó là cô chia sẻ đi kết nối yêu thương đó, thì những ngày gần đây cô có chia sẻ với con cô á là mình có cái nguyện vọng tìm lại một nửa yêu thương cho mình không ạ? Lâu rồi tụi nó nói nếu mà má thích ai thì tụi con chấp nhận hết đó, chứ tụi con không có ý kiến ý cò vậy đó, là do cho má. Dạ. Má ở chứ không phải tụi con ở. Vậy là con cô đồng ý luôn. Chứ giờ ai lo cho tôi? Dạ, vậy là con cô đồng ý là tụi nó ở riêng hết rồi. Hiện nay là mình nhà mình là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh luôn hết cô ạ. Thì ở đây nè. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Để con bây giờ sau khi mà con chia cô cháu mình trò chuyện thì con sẽ hỏi lại ý kiến của anh trai là con của cô, để xem là những ngày gần đây gia đình cũng là có cái nguyện vọng để tìm một nửa yêu thương cho cô đó nha cô nha. Dạ. Dạ anh cho bà qua hỏi thôi. Dạ nhỏ chú chiên nó kêu bà đi thôi, đừng đi qua nhỏ chú chiên bà đó. Thôi đừng có hỏi vậy được rồi. Dạ chị có đồng ý cho em chia sẻ thông tin mà mẹ của chị đó là cô Vàng đó chị, là chia sẻ là tìm một nửa yêu thương không ạ? Cô có đồng ý chưa? Dạ mẹ chị đồng ý rồi đó, còn chị có đồng ý không ạ? Mẹ đồng ý thì em đồng ý thôi. Dạ chị là con gái thứ mấy của cô chị? Con gái út. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ con chào gia đình của mình. Chị bán chú chiên là cái út cô. Dạ. Vậy là những ngày gần đây là trong gia đình con cô cũng đồng ý là để đồng cô ý hết trời mà cô chưa đi tìm thôi. Dạ. Vậy là năm nay cô 64 tuổi, cô vừa giới thiệu về tình trạng hôn nhân gia đình của mình là ông xã cô mất, con của cô cũng đồng ý cho cô tìm yêu thương. Đúng là rồi. Hiện tại giờ là cô cũng giới thiệu với con là cái chị gái ngồi kế bên là dâu kế út, còn cái anh trai mà đang ngồi phía trong là con ruột của cô. Nói cô là con ruột của mình. Nhà dạ. Tôi ở đây nữa nè. Dạ là cả gia đình đồng ý hết luôn hả cô? Dạ. Cô chia sẻ thêm giùm con đó là cô tìm một người bạn đời của mình cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với cô ạ? 65 tuổi thôi. Từ khoảng 65 đến khoảng bao nhiêu cô?
65 đổ xuống đi. Dạ 65 đổ xuống. Tới 63, 62 gì thôi. Đừng có dưới nữa mà đừng có lên nữa. Dạ. Nhiều đó thôi. Từ khoảng 65 cho đến 62 hả cô ha? Đó đừng có lên nữa tôi sợ cho con tôi sợ cháu điêm lắm. Vậy đó hả cô? Dạ. Dạ, vậy là từ 62 đến 65 là theo tiêu chí của mình. Cái tuổi đó thì chú thích là một người bạn đời mình, là chú đó là làm kinh doanh hay là làm công việc gì để cái tiêu chí phù hợp mình? Cả anh ta làm gì làm, miễn nuôi tôi được rồi. Dạ, vậy hả cô? Không có cần quan tâm. Dạ. Rồi hiện tại vậy là cô nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô đang ở cùng với con cô hay là ở mình cô ạ? Ở chung với con. Ở cùng với gia đình hả cô ha? Rồi sau khi mà con đặt một câu giả thiết, nếu mà con đăng cái video này có chú nào xem qua chương trình mà cảm thấy hòa hợp đó, thì cô chú tìm hiểu với nhau. Và trong cái thời gian tìm hiểu với nhau, nếu như là cô chú cảm thấy mà hiểu nhau đó và tiến sâu nhau hơn, thì cô có định là chú về đây ở cùng với cô hay là cô ở bên phía bên chú ạ? Không, tôi ở bên phía bên chú. Ở bên chú, dạ. Cũng đi đi về về vậy đó, mà ở thì hai vợ chồng mình cứ ở riêng thôi, không ở chung với ai đó. Dạ con hiểu rồi, có nghĩa là ở bên chú, nhưng mà ví dụ là những lúc nào rảnh thì cô chú về thăm gia đình hết cô ha. Đi tới đi lui thì được, mà dạ. Ở là ở riêng á hả, hai người ở riêng bên đó thôi, mà dạ. Tôi phải quê. Là cô định là tìm một người bạn của mình là ở quê hả cô ạ? Như là cô chọn là quê tỉnh nào hoặc là tỉnh nào cũng được cô? Tỉnh nào gần gần á. Gần như là Long An nè, Đồng Nai được không? Long An, Đồng Nai, Long Thành. Thôi, bây giờ dùng 4 đi. Với dùng 4 nó mát hơn. Là ở Cà Mau, Bạc Liêu đó hả cô? Ôi Cà Mau xa lắm, tôi không đi đâu. Thì chỗ nào gần gần thôi. Giả tỷ như là 8 đầu quận 4 hay là Bình Tân vòng vòng đấy hả cô? Vậy Long An thì gần gần mà quê á. Gần gần mà dạ. Người ta có quê mình thích. Chị, nếu mà đó. Sau này mà mẹ của chị mà tìm được một đứa yêu thương đó, rồi mình có dự định là giữ đám cưới của mẹ chị không? Nãy giờ nó đòi ăn nãy giờ đó mới hả? Ăn nha, đừng có tà lao tôi về tôi hả vượt chạy không kịp á, thấy tôi về tôi vượt á. Thì bây giờ cái tiêu chí của cô như thế nào đó, cô tìm hiểu một người bạn đời mình, cái tiêu chí của cô thì cô ký nêu rõ nè. Bây giờ là cái người vợ chết, dạ đó, con ta lớn hết chờ ta đang ở độc thân, dạ đó, nếu có giường có tược thì cũng được, mình về đó mình ở, tôi phải dòm cảnh với tôi cũng không có chịu làm đâu nha đó. Dạ như cô là cô thích là tìm một người bạn đời của mình ở quê có vườn tược, độ tuổi từ 62 đến khoảng 65, sức khỏe tốt hết cô ha, không vướng bận gia đình, để mà một tìm một nửa thương. Cái tiêu chí của cô đó là cô tìm một chú là vợ mắt ly hôn được không cô? Không, ly hôn mới mốt tôi về tôi bo ngon quá nó về không được, tôi không có chịu. Ly hôn rồi mà sao? Giả tỷ như ly hôn rồi đúng không, mà người ta cũng còn cái mối dây co mấy đứa nhỏ, rồi xong rồi tăng trang cho người đó ngon lành, với bắt đầu vợ người ta trở lại cái tôi mắt trắng hả, tôi không có chịu. Người nào mà còn vợ ly dị là tôi không có lấy, tôi chỉ lấy mấy người chết vợ thôi. Ước mơ. Ý của cô cũng như là cô tìm một chú nào đó là vợ qua đời, chứ cô không có lấy, cô không có chọn một người bạn của mình mà ly hôn. Cô sợ là sau khi mà cô về cô tăng trang chú lên đó, ngon lành cành đào đó, sợ chú quay trở về đúng không? Đúng rồi, lá dụng nó cũng diệt cội à, cô mình tính, thấy mình thua ta. Trời ơi, tôi phải tính trước vậy rồi. Dạ. Không, không có được. Nói gì à, anh ơi? Hiện tại giờ là mình đang làm công việc gì hay cùng với gia đình cô? Bây giờ đang ở nhà, ai sai gì làm nấy. Làm nghề tự do con mà. Con thấy nhà cô có bán bánh chuối chiên nè. Có. Dạ. Mình bán lâu chưa hả cô hả? Mới bán nay có mấy ngày. Dạ. Để mà mình tìm một người bạn thì cũng như là cái tiêu chí cô cũng chia sẻ rồi, là từ 62 đến khoảng 65, nếu mà có vườn ở quê càng tốt hả cô ha. Rồi cái thu nhập đó cô quan trọng á, nói chung là vợ chồng á là phải hiểu nhau, và để mà mình biết chắc chắn một điều là ai cũng phải có cái thu nhập hàng ngày mới để là duy trì được cái cuộc sống. Đúng rồi. Dạ. Cái tuổi đó đó là người ta còn làm ra tiền,
Còn cái tuổi mà 70 mấy rồi đó là người ta về hưu rồi, không có làm ra tiền. Thấy không? Có một hũ vàng ăn cũng hết à. Tôi không có chịu hũ vàng, mà tôi chịu phải có cái công ăn việc làm để người đó nuôi cái người đó. Chứ đừng có mà dựa vào bên vợ hay này kia là tôi không chịu. Mà tôi cũng không có cần người đó phải lo cho tôi. Dạ. Hiểu không? Dạ. Chỉ là bây giờ á, là mình lớn tuổi rồi, mình đến với nhau. À, một hai buổi cơm á, thì mình không có tính toán. Mà mình sợ cái là bên kia bây giờ nó đổ nợ một cục. Chứ nó kêu mình cho nó tiền trả nợ là điều đó là không có. Dạ. Hay là hoặc là bên mình đổ nợ, mình xin tiền bên đó là không có. Trời ơi, đâu phải dễ ăn của người ta đâu. Là cái điều đó là tôi không có chịu. Hiểu không? Dạ. Đó là công ăn việc làm với nhau. Bên kia phải lo cho bên kia. Cũng như là hả, kết với nhau để mà hùng gạo, để mà nấu cơm ăn vậy đó. Vui thì ở lâu dài, không vui thì về nhà mình ở. Chứ đừng người này báo người kia báo người nọ, tôi không có chịu. Hiểu không? Không với lên trả nợ mấy trăm triệu này kia, trời ta đâu bị khùng đâu. Mà giờ bên kia thiếu nợ mà về xin tiền tôi trả, tôi cũng chưa bị khùng, tôi còn tỉnh. Đó là tôi nói là nói như cái vậy thôi. Cô là như vậy hả cô ha? Như cô một người phụ nữ đó cô, thì cái mức thu nhập mà để mà hai vợ chồng đó hàng ngày đó, như cô thì cái mức thu nhập của quý chú khoảng bao nhiêu để là theo cái tiêu chí của mình đó cô ạ? Không, không cần. Bên kia miễn sao mà gã tôi đến người đó là lo tôi ngày hai bữa cơm mà được rồi. Tôi mới cần đòi hỏi gì đó. Ôi. Nói chung là với cô miễn sao mà để mà lo cho cô, vợ chồng hạnh phúc và một ngày có hai bữa cơm. Chứ là cô không có quan niệm về cái mức tiền bạc đó. Không, cũng quan trọng gì tiền bạc đó. Mà người đó cũng đừng quan trọng tiền bạc, bên tôi là được rồi. Dạ. Đó là điều tốt rồi. Sao lúc nãy hai cô cháu mình ngồi trò chuyện chưa ghi hình đó? Con nghe cô nói cái gì đó con quên rồi. Cô nói giỡn thôi. Không, nãy con đón rồi, nói là cô nói giỡn mà nghĩa cười. Cô dạ. Nói giỡn thôi, bây giờ ấy, nói cho nghe cái tuổi cô cũng xế chiều, cái tuổi người đó cũng xế chiều. Bây giờ người đó đang cô đơn không có vợ, không ở trong một cái nhà, một cái chòi. Giờ bên đây tôi cũng vậy, thì hai người đến với nhau để góp gạo, nấu cơm ăn hàng ngày cho nó vui vẻ cái tuổi già thôi. Chứ đừng ai làm khổ cho người nào hết đó. Bên kia cũng đừng làm khổ tôi, mà tôi cũng chả làm khổ bên kia. Vậy là tốt rồi. À, bên kia có tiền à, tối dắt tôi đi uống cà phê hay là đi chơi tung tăng vậy là tôi chịu. Đừng có dắt tôi đi mà bắt tôi trả tiền, tôi không có chịu. Cái nào phải nói trước. Đã là vợ chồng thì con nghĩ ai đó. Trả cũng được mà. Không, cô không chịu. Cô chịu người đó trả, chứ cô không có chịu tôi trả. Tiền chồng trong vợ nếu mà cô. Nếu mà cô bỏ đồng tiền ra cô trả. Dạ. Nó thiệt chứ con. Cô quơ một đống vậy nè. Chứ không phải là quơ một ấy đâu. Hiện tại bây giờ á, cô còn không thèm nữa. Cô thấy người nào không được lên được. À, lúc nãy là cô nói là con thứ mấy của cô là động viên cô là đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương để tìm con thứ hai là chị gái là anh trai cô gái. Còn cái anh trai mà đang ngồi mặc cái quần màu xanh đó cô là lúc nãy là cô nói là con kế Út hả? Con kế Út. Dạ. Còn Út là anh nhỏ bán chú chiên mình đó. Dạ. Quay luôn nhỏ bán chú chiên vô. Thôi thầy. À, con thấy. Còn thấy, đây là con dâu. Con thấy chị gái đang sử dụng điện thoại mà mặc cái áo màu trắng đó, nhìn xinh gái hả cô hả? À? Dâu hả cô? À. Dạ. Nó đòi đi lấy chồng luôn kìa. Không, chị đang có chồng mà lấy gì? Không được, không được. Không được cho chị không đang à. Có chồng, không được. Mà thấy con tôi đẹp trai không? Dạ đẹp chứ, mà con thấy gia đình cô vui chỗ này nè. Con thấy là con trai của cô rồi dâu của cô mà để mà cùng nhau ngồi để cho cô tìm một nửa yêu thương thì con thấy vui. Cái điều đó rất là hòa thuận đó. Sao đâu, núi lộ là ngại không đi đâu đó. Cô sống hồi nào giờ, hồi xưa cha nó còn sống á là cô là người dân buôn bán. Giờ khi cha nó mất rồi á là bây giờ ở nhà. Ở nhà hả, đứa nào á cho mẹ thì mẹ ăn, không cho thì mẹ nhịn đói. Đó. Là giờ bốn đứa con. Dạ. Đó.
Vậy là gia đình cô đó cô, con của cô động viên cô á là nó là gia đình đây nó thì không có động viên mà nó nói mẹ muốn làm gì làm, hiểu không? Dạ. Mẹ muốn làm gì làm, à mẹ thích người nào thì tụi con ủng hộ cho mẹ thôi, chứ là nó không có phải là động viên mình đi lấy chồng lấy gì hết đó. À cứ mẹ thích người nào thì mẹ cứ cái với người đó. Dạ. Tụi con á hả ủng hộ mẹ vậy à, thôi. Là ý của cô là gì? Cũng như là ý của cô nói á, ví dụ mà cô cảm thấy người nào hòa hợp với cô thì cô tiến tới thì gia đình ủng hộ. Đúng. Dạ à, con hiểu ý của cô rồi. Nhưng mà đó là cũng là gia đình động viên hả cô ha? Dạ cũng trân quý quá. Tại vì giờ mấy đứa nhỏ này nó ở riêng hết rồi. Dạ. Ai nó cũng có phần hết rồi. Dạ. Rồi cô thì ở với con Út. Mà giờ cô cũng thích đi bụi đời vậy đó. Bây giờ nếu mà không cô không đi lấy chồng thì cô đi lang bang ngoài đường tụi nó đâu có chịu. Dạ. Đúng không? Cô phải kiếm một người để mà khi vui buồn có với nhau. Đó chứ làm sao mình vui với con cái được. Dạ. Đó là như vậy. À, dạ cô, à, mình có cái ưu điểm, khuyết điểm gì không cô? Tôi hả? Dạ. Có à. Khuyết điểm tôi xấu lắm mà, tôi ưa la làng lắm á. Là trong trường hợp nào là mình la làng cô ạ? À? Làm không vừa ý là tôi à, buồn, làm dữ là mình bực mình đó. Tôi la, tôi chửi dữ lắm à. Khuyết điểm tôi xấu. Cha cô được hết đó. Dạ. À. Nhưng mà cô có điểm đó là cô là xấu nhất hồi nào tới. Dạ. Giờ. Hồi nhỏ cho tới lớn vậy đó. Cũng như á, con cái hay là người hoài gì cũng vậy á, cô cảm thấy mà không được là cô đến với nhau liền, tính cô nóng vậy đó. Dạ. Bởi vậy cô lấy chồng hả, ở mấy chục năm rồi nha, không bao giờ chồng cô quýnh cô bạc tay nữa. Có gây lộn qua lại thì có, tại ổng nói bà này hung dữ quá sao chứ. Vậy đó cô. Ổng không dám mút cô nữa đâu. Nhưng mà đôi khi cuộc sống hôn nhân gia đình đó cô, đôi lúc rồi ai cũng có lúc nóng tính. Nóng tính mà không có quýnh dạ. Dạ nhưng mà cố gắng nhịn tí chưa, cái nóng quá có đôi khi là mình mất đi cái người thương, cái tiếc lắm á. Không, tôi quýnh nguội không à, tôi không quýnh nóng. Trời đất ơi, quýnh nguội, quýnh lén á. Hiểu không? Không, ông chồng tôi ông quậy xong rồi đúng không? Tôi để cho ông quậy đi. Xong rồi với ông nguội, ông dơ, ông ngồi. Chứ tôi nói nãy mày hát rồi phải không, giờ tới tao hát. Bắt đầu tôi tấp tới mức luôn, tôi đâu có nhịn. Xong rồi là ổng ớn thôi. Chứ lúc người ta nóng mình làm đâu lợi người ta. Mình đàn bà. Dạ. Tôi là xấu cái đó là nhất đó. Rồi cái điểm tốt của cô là như thế nào cô? Điểm tốt tôi hả là hà tiện, lo cho gia đình, không có ăn chơi bừa bãi. Thấy người ta có cái đó là tôi phải làm cho có cái đó tôi mới chịu, chứ mà thấy người ta có cái đó mà tôi không làm tôi không chịu. Là tôi có điểm đó. Dạ. Điểm tốt tôi là lúc nào tôi cũng lo cho con tôi đầy đủ. Dạ. À, con đặt một câu giả thiết, nhưng nếu như là trong cái trường hợp sau khi con đăng video mà cô với chú nào đó tìm hiểu mà cảm thấy hợp với nhau đó cô, thì cô có dự kiến là cô với chú khi nào sẽ về cùng một nhà chưa ạ? À? Mình có ý kiến đó chưa cô? Về mà tại vì nhà tôi về chơi thì được. Dạ. Ở lại 1-2 đêm thì được. Dạ. Mà ở luôn là không được. Tại dạ. Vì con cháu nó nhiều. Dạ. Mình phải đi qua bên kia người ta hả ở một mình. Dạ. Mình ở một mình. Đó. Còn nếu mà hả, có điều kiện thì mình bên kia, mà bây giờ bên kia mà có điều kiện mà chưa có nhà thì mình sẽ cắt nhà mình ở riêng, chứ không ở chung với con. Là cậu hiểu chưa? Dạ. Đó là như vậy. À, có nghĩa là cô là sau khi mà đến hôn nhân thì cô cần tìm một chú á, là như là có cái ngôi tư gia riêng tư để hai vợ chồng thoải mái cuộc sống đó, chứ cô không có thích ở cùng với con cái hay cô ha. Ừ. Dạ. Mà bên kia cũng phải sắp xếp, cô không có được ở chung nữa tôi mới chịu. Dạ.
đó. À, dạ con cũng thưa với cô là gì, à, con giới thiệu với cô là con Phúc và em Nghĩa, hai anh em con chỉ là làm cái nhịp cầu nói nho nhỏ thôi. À, nếu như cái video ngày hôm nay mà cô chia sẻ bày tỏ băn khoăn và bên cạnh đó là có con cái gia đình của mình, à, sau khi con đăng tải video cảm thấy đủ duyên đó cô, thì mình tìm được một nửa yêu thương để mình tìm hiểu một chú nào đó để hữu hủy cái tuổi sớm chiều. Còn nếu như mà không đủ duyên đó cô ạ, à, thì mình xem như là một người bạn để đúng mình chia sẻ buồn vui. Chứ anh em con không có dám hứa là sau khi mà đến với chương trình kết nối yêu thương là mình sẽ được thế này, mình sẽ được cơ mãn nguyện của mình. Giờ cô nói điều con nghe vậy nè, giả tỷ như giờ cô đăng ký nhầy con lên mà con thấy cái người mà cô thấy là được đó, thì hả cô cho con coi cái người đó, à giờ cô vàng cô thấy người này được không? À, được thì hả mình cho số điện thoại để mà mình nói với nhau, mình đăng lên thì được, hiểu không? Như là đám cưới, hai con này ưng với nhau làm đám cưới thì hả trên này hả kết nối với nhau là gì biết không? Ở dưới này trước là nó quen mình biết quá rồi hả, người ta cũng còn vợ còn con nữa nãy kia tùm lum hết đó, mình không muốn rối lắm. Con hiểu ý cô rồi, cũng như là cô sợ đó là quen mà ai mà còn lúc đồng ý là chia tay với vợ rồi đó là đúng cô rồi. Sợ sau này quay trở về đó, rồi lúc đó là cô là người phụ nữ đau khổ đúng nên rồi. Cô càng tìm một người bạn đời của mình đó là chồng mắt, thấy cô ha, chứ thôi vợ tôi không lấy đâu. Dạ thôi vợ là cô không đồng ý không. Thì chồng mắt thì cô mới đồng ý. Dạ vậy đó. Dạ, à, một lần nữa thời lượng video đến đây, à, cô có chia sẻ gì thêm không để con xin tạm khép lại chương trình ạ? Bây giờ chia sẻ là hả những anh nào mà thấy mình ảnh mình như vậy đó, mình không cần giàu nghèo, miễn là người đó lo được cho cái bản thân người đó thôi, chứ không cần lo cho mình, thì mình hai người đến với nhau, hùng gạo để mà nấu cơm ăn, để mà lo cho sau cái tuổi già nè đó, chứ sau này hả ai cũng có con nó mắc bặn mắc đầu hết, nó đâu có lo cho mình đâu đó. Bây giờ hả anh nào cứ coi mà cảm thấy mình như vậy á thì đến. Dạ con cảm ơn cô. Dạ trước khi con kết thúc video con cũng xin thưa với cô lại vậy, con không có dám hứa với cô là sau khi video này đăng tải mà là sẽ được là tìm cho cô một nửa yêu thương hạnh phúc thân mãn nguyện của mình, điều đó con không dám hứa nha cô nha. Đúng rồi. Anh em con chỉ là cái nhịp cầu nói nho nhỏ thôi. Cái nhịp cầu nói bên con có nghĩa là như vậy, sau khi mà cô chia sẻ bày tỏ bản thân của mình, lời nói của mình trên video, anh em con đăng tải trên cộng đồng, nếu đủ duyên thì cô tìm được một nửa yêu thương, nếu không đủ duyên thì cô xem như là mình tìm một người bạn. Và cái video ngày hôm nay đăng tải trên cộng đồng để lưu lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức, cái ngày mà cô chia sẻ trên chương trình kết nối yêu thương, để sau này những lúc khoảnh khắc nào đó mình rảnh mình xem lại những cái bức ảnh hay là cái đoạn video kỷ niệm nha cô nha. Còn ngay cái buổi đầu tiên, ngay sau khi mà cô tìm hiểu chú nào đó hay là chú nào tìm hiểu cô đó, thì hai cô chú tự chịu trách nhiệm, cũng như là tìm hiểu về tình trạng hôn nhân gia đình, rồi tìm hiểu về họ hàng hai bên. Trong thời gian quen nhau mà cô chú có trao tặng cái gì cho nhau đó, hay là cho mượn tài chính gì đó, là cái quyết định của hai cô chú tự nguyện. Bên chương trình con không bắt buộc, sau này đừng có đổ thừa con nha. Đúng rồi. Dạ cô có đồng ý không ạ? Dạ con dạ cô có đồng ý cho con Phúc và em Nghĩa sử dụng hình ảnh, lời nói, video của cô ngày hôm nay để đăng trên cộng đồng mạng để cô tìm một nửa yêu thương không ạ? Đồng ý. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cô ơi, cô cho hỏi là những lời nói của cô chia sẻ video trên video truyền thông ngày hôm nay, là nói hình ảnh của cô và cùng gia đình con của cô ngồi bên cạnh và dâu của cô, là gia đình của mình tự cảm nghĩ nói hay là bên chương trình con có dàn dựng sắp đặt gì không ạ? Không ạ, cái này tự gia đình tự giải quyết tự nói à. Dạ là cô sao cô nói lên vậy à, trời ơi từng tuổi vậy mà tự gia đình tự giải quyết tự nói à. Dạ là cô sao cô nói lên vậy à, mình có sao mình nói vậy. Dạ giống như cô là cô chia sẻ là lời nói ngày hôm nay có gia đình cô ngồi bên cạnh là tự cảm nghĩ mình chia sẻ với tâm nguyện của mình hả cô nhá. Đúng rồi. Dạ cô có tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình ngày hôm nay không ạ? Cô có chịu trách nhiệm với lời nói mình không ạ? Đồng ý. Dạ rồi con xin khép lại chương trình. Dạ xin cảm ơn cô.
Và một lần nữa em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức, em Nghĩa, Kết Nối Yêu Thương xin gửi lời chúc thân thương đến toàn thể quý vị khán giả xem video trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, trong quá trình chia sẻ video, có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý cô chú anh chị để lại phần comment hướng dẫn anh em sẽ cố gắng ra những cái video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị thân thương video tiếp theo ạ. Dạ chào cô.